Hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thi công nhiều công trình để chào mừng sự kiện quan trọng này. Với quyết tâm hoàn thành các công trình theo kế hoạch, hiện các chủ đầu tư, đơn vị thi công đã gấp rút thi công các công trình. Là một trong những công trình kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, công trình xây dựng cầu Cái Cam 2 trên đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Trên 100 công nhân, kỹ sư cùng hàng chục phương tiện, thiết bị thay nhau làm việc 3 ca liên tục trên công trường. Ngoài đẩy nhanh tiến độ, việc đảm bảo chất lượng công trình và an toàn trong lao động luôn được chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát đặc biệt quan tâm. Nhà thầu đang cố gắng để hoàn thành là trong tháng 10 sẽ đưa vào nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Nhà thầu đã tăng cường huy động từ thiết bị cho tới nhân lực. Tới điểm hiện tại thì nhà thầu vẫn đảm bảo là chất lượng so với quy định và chỉ dẫn kỹ thuật của dự án được phê duyệt. Công trình đường từ đường Phạm Hùng đến đường Võ Văn Kiệt, phường 9, thành phố Vĩnh Long cũng là công trình kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Được triển khai thi công từ cuối tháng 4 năm 2022, đến nay nhà thầu đạt tổng giá trị thi công trên 20 tỷ đồng. Hiện nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị thi công các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 9 tới. Chúng tôi đã thi công được cái hạng mục nền đường đá cấp phối loại 2, đang triển khai lớp cấp phối loại 1 để thảm bê tông nhựa. Chúng tôi cũng triển khai cái thi công cái vỉa hè, bó vỉa hè để lát gạch vỉa hè là hoàn thiện công trình. Cầu Cái Cam 2 thuộc đường Võ Văn Kiệt thì đến thời điểm này là cái sản lượng đạt khoảng 80%, còn cái đường nối từ Phạm Hùng đến đường Võ Văn Kiệt thì khoảng 46% giá trị khối lượng. Để hai cái công trình này đảm bảo theo kế hoạch của tỉnh ủy như ủy ban tỉnh đề ra thì hàng tuần chúng tôi là phải mời tất cả các nhà thầu và các đơn vị liên quan đến để họp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn trước mắt, là đưa ra các giải pháp để nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, nhằm cái công trình này là hoàn thành đúng theo kế hoạch đề ra, là khánh thành chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Tại huyện Vũng Liêm, nhiều công trình kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt với tổng giá trị đầu tư gần 500 tỷ đồng cũng đang được gấp rút triển khai thực hiện. Các công trình chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt là nâng cấp cái nghĩa trang công viên Vũng Liêm, công trình giáo dục, công trình trường trung phổ thông trung học Nguyễn Hữu Tự và cái công trình huyện lộ 61 đường Rạch Trúc, thị trấn Vũng Liêm. Qua theo dõi thì các công trình hoàn thành là kịp tới tiến độ. Hiện các chủ đầu tư, các đơn vị thi công đang gấp rút thi công các công trình để kịp khánh thành và đưa vào khai thác đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt vào tháng 11 tới.